Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến tăng mức giá trần chặng bay nội địa thêm từ 50 đến 250.000 đồng. Đây sẽ là khung dịch vụ vận chuyển hành khách cho hạng phổ thông cơ bản nếu được các bộ ngành nhất trí sau khi dự thảo hoàn thiện lấy ý kiến. Theo dự thảo, các đường bay từ 500 km đến dưới 850 km có giá trần là 2,25 triệu đồng một chiều, tăng 50.000 đồng so với giá trần hiện hành. Nhóm đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km, mức giá trần tăng 100.000 đồng một vé một chiều. Nhóm đường bay từ 1.000 km đến dưới 1.280 km, mức giá trần tăng 200.000 đồng một vé một chiều. Nhóm đường bay từ 1.280 km trở lên, mức giá trần tăng 250.000 đồng một vé một chiều. Riêng đường bay dưới 500 km, giá vận chuyển được giữ nguyên theo thông tư 17, dao động từ 1,6 đến 1,7 triệu đồng một chiều. Như vậy, thay vì bỏ hoàn toàn trần giá vé máy bay như mong muốn của các hãng hàng không tại Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã lấy ý kiến nghiên cứu nâng giá trần giá máy bay để giúp dịch vụ hàng không đa dạng hơn.